Nói đến sen thì thưa quý vị là trong những ngày đông lạnh lẽo ở phía Bắc này thì chúng ta lại càng nhớ đến những tia nắng ấm của mùa hè, nhớ đến những cánh đồng sen trải dài và hương sen thơm ngát rất là đặc trưng của người Việt. Hôm nay thì cà phê sáng của chúng tôi xin được chiêu đãi quý vị và các bạn những cái hiện vật sen đều liên quan đến sen đang được trưng bày ở đây. Từ những lọ hoa sen này quý vị nhìn này, đẹp không? Cho đến bình trà sen nhé, đây bình trà sen này, những bức tranh sen thực sự là rất là muốn từ nâng niu. Hoa sen và lá sen luôn. Vâng. Và đây là chiếc nón cũng được làm bằng lá sen. Tất cả những hiện vật, những tác phẩm ngày hôm nay được mang tới trường quay bởi chủ nhân của nó chính là nhà sưu tập Nguyễn Thị Thanh Tâm. Xin chào cô và rất là vui về ngày hôm nay cô đã tới và mang những hiện vật đến với chương trình. Cô có thể nói một chút về những cái điều đặc biệt từ sen mà cô cũng đã lồng ghép vào những sản phẩm của mình được không ạ? Xin rất chào. Tự hào đấy ạ. Vâng. Xin chào MC Lê Anh, chào MC Phương Thúy. Dạ. Thực ra những cái hiện vật này nó nằm trong cái bộ sưu tập sen trong đời sống văn hóa Việt. Và những cái hiện vật này hôm nay tôi đem đến đây, nó chỉ là một cái phần nhỏ với một cái bộ sưu tập hơn 500 hiện vật. Về cái bộ sưu tập sen trong đời sống văn hóa Việt. Và hôm nay thì như trên tay MC Lê Anh là cái một cái bức tranh làm bằng lá sen tươi, đài sen và hoa sen là sen thật. Và cái bức tranh này là những bức tranh mà tôi đã tặng cho rất nhiều đại sứ nước ngoài tại Việt Nam và họ rất thích vì được các nghệ nhân làm bằng tay và làm bằng cái công nghệ thủ công. Thử nhìn xa xa bên kia thì bức tranh to hơn bên kia, thực sự đáng nể đúng không ạ? Một cái khối lượng những cái lá sen và những bông sen đồ sộ hơn đúng không ạ? Nhưng mà nhà sưu tập Thanh Tâm có thể chia sẻ một chút là cái cách để làm ra được những cái bức tranh như thế này. Vâng, thứ nhất là nghệ nhân người ta phải tìm được những cái vật liệu trong hồ sen nó phù hợp với cái kích thước của một bức tranh mà người ta muốn thể hiện. Và đây là bức tranh của nghệ nhân Sen Thảo Huế, người ta đã làm lên và tôi rất thích bức tranh này trong một cái cuộc trưng bày sen trong đời sống văn hóa Việt và mang cái chủ đề là sen thư pháp, và tôi đã sưu tập cái bức tranh này và rất nhiều người thích cái bức tranh này. Một bức tranh rất là ấn tượng và giống như là một bức tranh 3D đúng không Lê Anh? Và bên cạnh đó thì cho có thấy là một bức chân dung nữa đúng không ạ? Cũng là bằng lá sen đúng không cô Tâm? Đây là chân dung của bà Nguyễn Thị Định. Với một cái ý tưởng là muốn tôn vinh những người có ảnh hưởng và những nữ anh hùng thì tôi đã đưa ra ý tưởng để cho nghệ nhân Đồng Tháp họ làm một cái bức chân dung làm bằng lá sen khô. Chân dung của bà Nguyễn Thị Định. Vì bà Nguyễn Thị Định thì ai cũng biết rồi. Và cái bức tranh này khi tôi làm và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đề nghị là tặng cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam để làm tư liệu về nữ anh hùng Nguyễn Thị Định. Thúy ạ. Tất cả đều chất liệu sen hết. Đây là cái phần áo của bà Nguyễn Thị Định đây này, khăn rằn này, đều là những cái lá sen ghép lại. Ở phía sau là tinh tế, cái nền hoàn toàn là lá sen. Đúng là rất là tinh tế. Và có lẽ là phải có một cái tình yêu, một cái sự đam mê rất là lớn với văn hóa của Việt Nam và với những bông sen thì cô Tâm mới có thể có cho mình được một bộ sưu tập rất là đồ sộ và ấn tượng đến như thế. Vâng, tôi nghĩ người Việt Nam thì ai cũng thích sen và hoa sen gần như là một cái gì đấy là linh hồn của những người Việt Nam. Vì là nó đem đến rất nhiều những điều vui và cũng như là những cái gì nó nói đến văn hóa Việt thì người ta luôn luôn nghĩ đến hình tượng hoa sen. Cho nên là với cái ý thức rằng luôn luôn tôn vinh văn hóa Việt thì tôi đã làm một cái bộ sưu tập sen. Và đến bây giờ nhìn lại cái bộ sưu tập sen của mình cũng thấy rằng là nó cũng nhiều các hiện vật về những cái bức ảnh sen nghệ thuật, những bức tranh nghệ thuật về sen trên nhiều chất liệu, rồi cái bộ gốm sen cũng như là tất cả những cái gì nó liên quan đến sen được thể hiện trên nghệ thuật như là nghệ thuật sen thư pháp. Và những cái mà những cái cuộc trưng bày triển lãm của tôi thực ra cũng ghi ấn tượng. Như vừa rồi ngày sinh nhật Bác Hồ thì tôi đã phối hợp với Bảo tàng Hà Nội làm một cái cuộc trưng bày sen thư pháp những bài thơ về Bác Hồ và đã được công chúng đánh giá cao về cái bộ sưu tập sen những bài thơ. Chúng tôi được biết rằng là nhà sưu tập Thanh Tâm có đưa những bộ sưu tập sen của mình ra với xã hội nhiều. Trong đó có cái bộ sưu tập sen mà trong một cái dự án của bà có tên là Sen Nhân Ái đúng không? Sen Nhân Ái. Sen Nhân Ái thì với những cái người yêu sen
khi tôi đưa ra cái chương trình sen nhân ái thì họ rất ủng hộ, và sen nhân ái của tôi là đến với những các học sinh nghèo để các em có phương tiện đi lại, đi học là xe đạp. Hàng năm thì chúng tôi cùng với lại các nhà hảo tâm đến với khoảng 2 đến 3 tỉnh thành để cung cấp xe đạp cho các em đến trường ở những vùng khó khăn. Như vậy là những bông sen cũng đã đồng hành cùng với cô Tâm trên chặng đường lan tỏa những cái tình yêu thương đến với cộng đồng và đặc biệt là với các em nhỏ, đúng không ạ? Vậy thì trong tương lai thì cô Tâm và những dự án, những bông sen của mình sẽ còn có thêm một cái kế hoạch, một dự định nào không ạ? Cái chương trình sen nhân ái thì chúng tôi cũng vạch định ra đó là từ 2021 cho đến 2025, thì có nghĩa là với cái hình tượng của sen thì mình cũng muốn đem đến một cái sự may mắn và cái niềm vui đến với những các em như là nghèo. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục cho đến 2025. Và trong năm nay là cái năm Giáp Thìn thì tôi đã có những cái suy nghĩ và đang chuẩn bị một cái bộ sưu tập rồng và sen để đến với công chúng. Một cái hình tượng rồng và sen được thể hiện trên lụa và trên chất liệu thư pháp. Và cái này tôi chắc là nó cũng là một cái điểm nhấn trong cái bộ sưu tập của tôi nhân năm Giáp Thìn. Vâng, xin được cảm ơn cô Tâm rất là nhiều, và chúc cô Tâm sẽ có thật là nhiều sức khỏe để tiếp tục thực hiện những dự định, những dự án của mình, và chúc cô sẽ có một cái Tết thật là đầm ấm và an vui. Cảm ơn Lê Anh và Phương Thúy.